Anh nhiều chơi các em. Hello, chào các bạn, chào buổi tối. Tiếp tục chương trình nhá. Tôi được cấp một tỷ 6 BP để làm team cho bạn chủ nick. Yêu cầu của bạn chủ nick là đá một tiền đạo thôi. Chỉ đá một tiền đạo thôi. Đấy, bạn ấy thì là người rất là thích cầu thủ Ronaldo và Benzema. Đá một tiền đạo thì phải thuận hai chân anh em ạ. Tôi thấy có mấy con kiểu Mario Gomez ngon. Đá 1.600 nha anh em, 1.600 tỷ BP. Đúng là nhìn được phết á. Vui nhộn. 900 mùi vãi. 900 là cũng ngon đấy chứ nhở. Thực ra chú này 900 là cũng vui phết đấy chứ. Sút 123, dứt điểm 127. Ông nào mà xây team Bayern Munich có thêm một tiền đạo cũng được này. Chỉ số 121 mà giá 900 mà được phết này anh em này. Nếu mà so với cái tình hình lạm phát bây giờ, giá này là giá được đấy nhá, không lởm đâu. Từ từ phải có con tiền đạo chủ lực đã. Ông này thì ông chỉ thích Benzema. Vừa rồi lên 2 lít rồi. Ôi vãi. Từ 120 lên 220 rồi. Bão giá thật sự. Vãi trường à. Karim Benzema 2 lít. Úi dồi ôi. Đúng là bão giá nó chưa tan anh em ơi. Như Seva này thì thôi còn chấp nhận được này. Seva nó cũng hay này. Với con khác được không em? Ui. Anh em nhả tôi con này đi, Sanabria đi. Anh em nhả tôi con này đi. Tôi đặt mắc rồi đó. Nhả tôi con này nhá. Harrison đây. Ok nha, Sanabria về nhá. Được anh em ơi, thank you, thank you, thank you. Dia này, con này cũng được này anh em. Con này tốc cũng khít phết đấy. Chọn vị trí 120 nhá. Không phải dạng tầm thường đâu. Jota, Jota lúc nãy thì cũng có người bán. Tuy nhiên con này thì nó không được to lắm. Jota này thì chỉ số thì đẹp nhưng mà thể hình thì chưa đẹp lắm. Sức mạnh cũng có 99 à, hơi thấp. Vardy là giá hơi to. Nhưng mà đá ngon nha. Jimmy Vardy giá ngon luôn. Đá hơi bị hài. Quyền thì hơi dở. Lấy vắt đi đầu tàu nhá. Mùa mẹ, đằng nào giá cũng to rồi mà. Đằng nào giá cũng to rồi. Ờ, Varad Kedia, con này truyền ngon không nào? Truyền 112, chọn vị trí tạt bóng ở cũng bình thường, không phải ngon lắm. Dứt điểm hơi thấp nhưng mà có tinh tế cứa lỏng. Xúc còn. Anh em mình đang có tiền mà, khi nào nghèo thì lúc đấy biết. Anh em mình đang có tiền, Benzema đắt lắm anh em ạ. Tôi không cổ suý của Benzema này. Thế rồi bây giờ tôi sẽ đặt một quả 71 tỷ cho Kiesa. Harrison giá 10 đồng. 10 đồng 5 chỉ số ẩn. Có tạt bóng sớm. Tạt bóng 116. Harrison được. Giá rẻ anh em này. Ủa. Hàng này tiếc gì đúng không? 10 đồng thì tiếc cái gì. Son Heung-min. Son Heung-min giá 10 đồng. 10 đồng. Jolington. Jolington là từ cái clip của mình đấy. Giờ cháy hàng, khắm thật. Con Jolington này đã vui thôi không ơi. Gì đâu mà phải săn đón. Mua. Đây là team gì? Không cần team gì anh em ạ. Build team đã ít tiền rồi lại còn cứ team gì là không ra cái team gì đâu anh em ạ. À, mình cứ con nào ngon mình đập. Uber cảm ơn chính Phong Lưu nha. Ui dồi ôi, giá cao thế nhở. Con này giá cao quá. Có cửa lòng tạt bóng sớm. Uber và Gosen, nhưng mà con Uber nó lại đắt quá. Uber nó lại giá 200.
Còn con Gosen thì giá 140-130. Em mua lỏ đây, em mua lỏ đây đá cũng khá ngon. Nhưng mà chúng ta thừa tiền đạo rồi. Osen, Osen giá rẻ này. Osen giá cũng được. Được cái chọn vị trí ngon. Ờ, chỉ số cũng khá được. Chỉ số cũng khá được. Thêm cái chỉ số ở bệnh viện, thêm một lương. Nó cũng vậy thôi anh em ạ. Mua quả Neuer cho đẳng cấp 60. Hôm nào bán thì bán. Tôi khóc đấy. Mà ra hàng lấy hàng là ok rồi đó. Lấy hàng là ok rồi. Chờ bạn chủ nick bạn ấy đi sắm rồi. Suker tôi bỏ này. Lolington giá cao vãi. Thôi bú con. Em Tùng từng bị xếp cho ăn hành tận 2 lần gửi 5.000 lớp du bay về. Không muốn streamer mua rẻ. Không muốn tôi hỗ trợ. Đấy. Mẹ bực tê nhỉ. Không muốn tôi hỗ trợ anh em khác mà không có một tinh thần tương thân tương ái gì. Thôi, nhưng mà cầu thủ thì còn mấy vị trí nữa. Đấy. Tôi nhẩm lương nó khít lắm không ạ. Cái người gọi là học toán, gọi là bao nhiêu năm ở trường học vốt dơ rồi. Nhẩm quả lương gọi là khít đét. Thôi, cứ để đấy đã, búc mắc một đấy đây. Bạn ấy mua cũng thoải mái mà. Số tiền còn lại mua thoải mái. Đến lúc nào mà bạn ấy xúc được hàng thì anh em mình sẽ vào nghiệm thu công trình. Đấy, chứ còn như này là ok rồi. Tomorrow. Đây, đây chính là cái team mà hôm trước anh em mình build 1.500 tỏi. Build theo concept là 6 con cộng 8 với lại là 5 con cộng 5. Thực ra thì nick này thì ban đầu thì bạn chủ nick thì bạn ấy có nói là em thích con Benzema lắm. Nhưng mà con Benzema nó quá đắt nên tôi không mua. Nên sau đấy thì mình chỉ build trong khoảng 800 tỷ thôi. Mình build trong khoảng khoảng 800. Và cuối cùng thì bạn ấy thấy còn thừa tiền nhiều quá. Bạn nào bạn mua luôn con Gullit MC cho nó hết tiền anh em. Đấy, ông rất dị, ông vào mua luôn hết tiền luôn. Thế thì bây giờ ok, chúng ta sẽ đi tìm một cái vị trí nữa để cắm vào cho nó đủ cái team. Rồi xúc tạm con Munier được. Xúc tạm đá được cả CB thì nó ok hơn. Đang bão giá. Xúc tạm Munier được em. Nó đủ đội hình. Anh nghĩ như này được. Nếu có đắt thì cũng chỉ đắt độ 5-10 tỷ, không nhiều lắm. Ok, nhiệm vụ build team đã xong. Bởi vì là mình cũng cần phải đảm bảo cái số lượng cầu thủ cộng 8 có sẵn trong đội hình nó phải đủ thì mới dễ đá. Đây. Đấy rồi. Sáng nay có trải nghiệm đến ngày. Tôi đã xin cái bộ chiến thuật. Ok. Đấy. Thấy được gì trong anh mà đây thấy mẹ. Ngon chưa? Aviban. Quay đầu này, tạt này. Không đánh. Tạt trong vòng cấm thì chỉ cần bấm nháy cái thôi. Không cần căn lực luôn. Ôi, chân hơi ngắn, chân này ngắn. Chào Quang em. Quá cực lo này anh ta. Ôi. Ôi. Sút ra ngoài nhưng mà đội bạn lại xòa quả đấy. Mình xin Harvey Barnes quả đấy sút ra ngoài, chắc là do bị chấn thương hai lần. Trận này là Harvey Barnes bị chấn thương hai lần đấy.
Kiesa này. Ô, Kiesa cảm giác sút dở nhá. Con này thấy lực chân to. Trong vòng cấm, ngoài vòng cấm đều chưa thấy hay. Thì Son Heung-min nó sút thế này. Son Heung-min nó sút dính như này. Hỏng rồi, hỏng rồi. Bạn hiện tại là đang để sơ đồ thủ khá đông. Mình sẽ ép biên. Úi giời, boang. Gullit này. Đó, trận này có Son Heung-min với lại Gullit đá thoáng hẳn. Cầu thủ AI ngon nó vẫn khác nhỉ. Yeah. Nó vẫn khác đấy các thầy. Mà không luôn. Gullit. Là Gullit. Là Gullit. Yeah. Quốc dân mùa cũ cộng 8 vẫn rất ngon nhé không nhé. À, nick này mua con Akanji là vì con Dumfries nó quá đắt. Nghèo thì không nên xúc giá ảo. Phát đi. Để cho phát đi vào vòng cấm đóng thì liệm như còn gì nữa. À, James Harrison à. Tạt. Ui. Hơi khó đỡ. Tạt chuẩn đấy nhưng mà hơi khó đỡ. Rồi. Cái sơ đồ, một sơ đồ này thì em đá từ đầu đến cuối cũng được mà. Nhưng mà biết đá hay sơ đồ vẫn là ok hơn. Có điều như anh vẫn nói với em ấy, em Pinky ấy, chủ nick ấy, là em không cần thiết phải đổi liên tục. Em thấy anh đá anh có đổi liên tục đâu. Một sơ đồ vẫn dùng tầm đến 90% thời lượng. Chứ còn em bây giờ 5.000 lớp Zoom Baby mới chơi nên đá sơ đồ nào về ạ? Bây giờ đối thủ nó đá hai sơ đồ, nó nhiều chiến thuật mà mình chỉ đá một sơ đồ là mình thiệt. Có thể là cái cách đá của mình không đổi nhiều thôi, nhưng mà vẫn nên có backup chứ. Phải chuẩn bị chứ. Trời mưa thì vẫn nên thủ cái áo mưa trong cốp xe, mặc dù là thì cả mưa mà mình không mặc thì cũng không sao. Cũng chưa ốm được ngay, nhưng mà tội gì có lại không mặc, đúng không? Đâu phải lúc nào mình cũng dùng. Đầu tiên được đấy nhá em Pinky. Cái vấn đề của em đang là trong phòng ngự đấy. Em phòng ngự đang hơi gặp vấn đề. Bớt lùa bóng anh em nhé. Đừng có dại dột đi lùa bóng linh tinh. Các sơ đồ các thứ thì set cho em anh nghĩ là cũng ok rồi. Nhân sự này thì thực ra 4-1-4-1 vẫn đang là ok nhất nhá. Anh chỉ set thêm cái 4-2-3-1 để em gọi là hiểu hơn thôi. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.